Cô Hoa chào tất cả các em học sinh lớp 5 thân yêu của trường tiểu học Lê Văn Tám. Chúng ta gặp nhau trong tiết luyện từ và câu ngày hôm nay. Mở rộng vốn từ, trật tự, an ninh, sách giáo khoa trang 59, 60. Các em hãy cùng nhau chuẩn bị sách giáo khoa, bài tập tiếng Việt và đồ dùng học tập. Các em nhớ ngồi vào nơi có đầy đủ ánh sáng, tập trung lắng nghe cô giảng bài nhé. À, các em đã sẵn sàng cùng cô vào bài tập ngày hôm nay chưa nào? Nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay là hoàn thành hai bài tập, đó là bài tập số 1 và bài tập số 4. Vậy thì để hoàn thành hai bài tập này một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất, cô đã tạo ra một trò chơi, đó là trò chơi giải cứu công chúa. Các em có sẵn sàng cùng bước vào trò chơi với cô không nào? À, trò chơi của chúng ta như sau. Đây là một công chúa rất là dễ thương và xinh xắn phải không nào? Đã bị tên nấm độc ác này bắt cóc rồi các em. À, cô, các em và chú Mario dễ thương sẽ cùng nhau đi tìm chìa khóa vàng để giải cứu công chúa canh nhé. Chúng ta cùng sẵn sàng thôi nào. À, vậy nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là gì? Các em cùng quan sát nhé. Nhiệm vụ đầu tiên của chú Mario là phải vượt qua khu rừng. Vậy để vượt qua khu rừng, chú Mario cần làm gì? À, chú Mario cần hoàn thành bài tập 1 trang 59 các em. Bài tập số 1 trang 59. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ an ninh? A. Yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại. B. Yên ổn về chính trị và trật tự xã hội. C. Không có chiến tranh và thiên tai. Cái mà trật tự chính là tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỷ luật. Vậy an ninh có nghĩa là gì? Các em sẽ cùng nhau lấy từ điển tiếng Việt tra nghĩa của từ an ninh và chọn đáp án chính xác các em nhé. Cô dành cho thời gian các em trả lời. Cô mời các em. À, các em đã có câu trả lời chưa nào? Cùng nhìn đáp án của cô nhé. À, an ninh có nghĩa là yên ổn về chính trị và trật tự xã hội. Các em cùng nhau quan tròn vào đáp án B. Giỏi lắm. Vậy thì yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại, đó là nghĩa của từ nào các em? À, yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại chính là nghĩa của từ an toàn. Vậy bạn nào đặt câu cho cô với từ an toàn nào? À, cô có câu sau. Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, chúng ta cần đội nón bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy các em nhé. Vậy không có chiến tranh và thiên tai là nghĩa của từ nào? À, không có chiến tranh có nghĩa là hòa bình. Không có thiên tai có nghĩa là không có tác hại do thiên nhiên gây ra như là núi lửa nè, động đất nè. Vậy không có chiến tranh và thiên tai, đó là bình yên đó các em. Vậy bạn nào đặt câu cho cô với từ bình yên? À, cuộc sống của em rất bình yên phải không nào? Vậy thì các em đã phần nào nắm được nghĩa của từ an ninh? An ninh chính là từ ghép Hán Việt lập nghĩa đó các em, gồm hai tiếng an gọi là yên, yên ổn, ninh là yên lặng, bình yên. Vậy an ninh chính là yên ổn về chính trị và trật tự xã hội. Vậy để giúp các em hiểu hơn thế nào là yên ổn về chính trị và trật tự xã hội, cô mời các em cùng nhìn lên màn hình. À, đây chính là hình ảnh lực lượng cảnh sát ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố chúng ta. Và đây chính là lực lượng công an quận 7 tổ chức ra quân tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. À, hình ảnh này có quen thuộc không nào? Đây chính là khu đô thị Phú Mỹ Hưng của chúng ta và đây chính là lực lượng bảo vệ đi tuần tra trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng quận 7. Và đây là bảo vệ đang đứng tại chốt trên đường Nguyễn Văn Linh quận 7 của chúng ta. Vậy qua hình ảnh cô vừa giới thiệu cho các em, trả lời cho cô biết tình hình an ninh ở trên địa bàn quận 7 và thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta như thế nào? À, tình hình an ninh trên địa bàn quận 7 và thành phố chúng ta rất tốt, đúng không nào? Tuy nhiên, đâu đó trên địa bàn thành phố
và chính các đất nước chúng ta vẫn có những phần tử xấu quấy rối làm mất an ninh, xảy ra các vụ đánh nhau, tổ chức đua xe trái phép. Vậy để hiểu rõ hơn, cô mời các em cùng theo dõi đoạn phóng sự sau. Ban ngày, đường phố đã thưa vắng do người dân hầu hết đã ở nhà. Ban đêm, Thành phố Hồ Chí Minh càng trong cảnh vắng lặng, thậm chí nhiều đường phố, khu vực không bóng người qua lại sau 22 giờ đêm. Thế nhưng, nhiều đối tượng lợi dụng tình hình vắng người này để thực hiện đủ trò, từ cố tình vi phạm luật giao thông tới tụ tập đua xe lạng lách. Đây là nhóm đối tượng được lực lượng công an tập trung kiểm tra giám sát gắt gao, bởi trong số này tiềm ẩn nguy cơ cướp giật. Đang mùa dịch này là người ta hạn chế là 2-3 người trở lên, chở theo từ 3 người trở lên trên xe và vi phạm là điều 6 khoản 3 điểm B nghị định 100. Đường phố vắng người là cơ hội cho bọn tội phạm cướp giật. Không ít người dân và khách nước ngoài đã trở thành mồi ngon cho các đối tượng cướp giật. Táo tận hơn là các vụ cướp giật tại cửa hàng, nhà dân khi các nơi này đều vắng người. Cửa hàng Bách Hóa Xanh ở quận Tân Phú hay nhà dân ở quận Bình Thạnh bị cướp tấn công đều có đặc điểm chung do các đối tượng thất nghiệp lợi dụng tình hình mùa dịch để ra tay hành động. Nguy cơ này đã được Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận ra để tăng cường các biện pháp đối phó. Tôi đã có những điều tra cơ bản để khoanh vùng các các tuyến địa bàn mà có thể xảy ra là cướp và cướp giật cũng như là cưỡng đoạt tài sản các bọn tội phạm, các cái đối tượng chủ mưu cầm đầu cho các băng nhóm thì chúng tôi đã lên danh sách thống kê và có những cái biện pháp nghiệp vụ để khi mà các đối tượng này có nhen nhóm các cái hoạt động hoặc là về các cái tội phạm khác thì chúng tôi đã có những cái đối sách về nghiệp vụ để xử lý. Nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong thời gian dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Công an thành phố mở đợt cao điểm phòng chống tội phạm trong suốt tháng 4. Ngành chức năng đã ra quân, tăng cường lực lượng ra đường phố tuần tra kiểm soát. Nhưng ở chiều ngược lại, theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, hiện tại người dân cần hạn chế ra đường hơn bao giờ hết. Các em vừa xem xong đoạn phóng sự ngắn. Vậy các em nhớ nhé, chúng ta cần lưu ý tránh để kẻ xấu sổ xe lôi kéo chúng ta làm những việc trái với pháp luật các em nhé. Vậy thì qua bài tập 1, các em đã hiểu được nghĩa của từ an ninh. An ninh có nghĩa là yên ổn về chính trị và trật tự xã hội. Vậy bạn nào đặt câu cho cô với từ an ninh? À, cô có câu sau: tình hình an ninh trên địa phương em luôn được đảm bảo. Chúng ta hoàn thành xong bài số 1, cũng chính là lúc chúng ta vượt qua cửa rồi các em. Chúng ta cùng Mario đi tiếp nhé. À, Mario đã tới khu rừng hắc ám rồi các em. Ở nhiệm vụ này, chúng ta cần hoàn thành bài tập 460 thì chúng ta sẽ cứu được công chúa các em nhé. Đọc cho cô bài tập số 4. Các em cùng nhìn vào sách giáo khoa trang 60, đọc bảng hướng dẫn nhé. Đọc bảng hướng dẫn sau và tìm các từ ngữ chỉ những việc làm, những cơ quan, tổ chức và những người có thể giúp em tự bảo vệ khi cha mẹ không có ở bên. Để bảo vệ an toàn cho mình, em cần nhớ số điện thoại của cha mẹ và địa chỉ số điện thoại của ông bà, chú bác, người thân để báo tin. Nếu bị kẻ khác đe dọa, hành hung hoặc thấy cháy nhà hay bị tai nạn, em cần khẩn cấp gọi số điện thoại 113 hoặc 114, 115 để báo tin. Kêu lớn để những người xung quanh biết, nhanh chóng chạy đến nhà hàng xóm, bạn bè, nhà hàng, cửa hiệu, trường học, đồn công an. Khi đi chơi, đi học, các em cần đi theo nhóm, tránh chỗ tối, tránh nơi vắng vẻ, để ý nhìn xung quanh, không mang đồ trang sức hoặc vật đắt tiền. Khi ở nhà một mình, các em cần phải khóa cửa, không cho người lạ biết em chỉ có một mình và không để người lạ vào nhà. Vậy bài tập số 4 yêu cầu chúng ta làm gì các em? À, bài tập số 4 yêu cầu chúng ta đọc kỹ bảng hướng dẫn và tìm các từ ngữ chỉ việc làm. Thứ hai là các từ ngữ chỉ cơ quan, tổ chức. Và thứ ba là các từ ngữ chỉ người có thể giúp em tự bảo vệ khi cha mẹ không có ở bên. Và các em lưu ý những chú thích sau: 113
chính là số điện thoại của lực lượng công an thường trực chiến đấu. 114 chính là số điện thoại của lực lượng công an phòng cháy chữa cháy. Và 115 là số điện thoại của đội thường trực cấp cứu y tế đó các em. Và bài tập số 4 cô đã chuyển thành phiếu học tập cho chúng ta dễ làm. Một bạn đọc cho cô nội dung phiếu bài tập. À, phiếu bài tập tình huống, những việc làm, những cơ quan tổ chức và những người có thể giúp em tự bảo vệ khi cha mẹ không có bên. Với bài tập này, các em cùng nhau đọc kỹ bảng hướng dẫn và hoàn thành cho cô nhé. Cô sẽ hướng dẫn chúng ta làm câu A. Để bảo vệ an toàn cho mình, em cần nhớ số điện thoại của cha mẹ và địa chỉ số điện thoại của ông bà, chú bác, người thân để báo tin. À, vậy để bảo vệ an toàn cho mình, các em cần làm gì? À, để bảo vệ an toàn cho mình thì các em cần nhớ số điện thoại của ba mẹ nè, nhớ địa chỉ và số điện thoại của người thân phải không nào? Và đây chính là những từ ngữ chỉ việc làm chúng ta tự bảo vệ khi không có cha mẹ ở bên. Vậy trong tình huống này, ai sẽ là người giúp chúng ta tự bảo vệ? À, chính là ông bà, chú bác của chúng ta. Vậy là cô đã hoàn thành cho chúng ta xong câu A rồi đó các em. Vậy thì câu B, câu C, câu D tương tự như vậy. Các em sẽ đọc kỹ bảng dẫn và điền vào đủ ba cột trong phiếu học tập của cô nhé. Cô dành thời gian cho các em làm phiếu học tập. Cô mời tất cả các em. À, các em đã hoàn thành xong phiếu bài tập chưa nào? Cô nhìn lên đáp án của cô nhé. Cô đã hoàn thành xong phiếu bài tập rồi đó các em. Vậy thì các em đã biết cách làm bài tập số 4. Các em nhắc lại cho cô nội dung bài tập số 4 nào. À, nội dung của bài tập số 4 cũng chính là các kỹ năng giúp các em tự bảo vệ bản thân khi không có cha mẹ ở bên. Các em nhớ ghi nhớ điều này các em nhé. Vậy thì cô đố các em những số điện thoại 113, 114, 115 chúng ta chỉ cần gọi khi nào? À, những số điện thoại 113, 114, 115 chúng ta chỉ gọi khi thật sự cần thiết mà người lớn xung quanh hoặc những lực lượng an ninh gần đó không giải quyết được. Đây chính là những số điện thoại hoạt động nghiêm túc trên phạm vi cả nước. Vì vậy, những trường hợp gọi thử, gọi trêu đùa sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật đó các em. À, chúng ta đã hoàn thành xong bài tập 4. Chúng ta tiếp tục qua cửa số 2 rồi. À, Mario ơi, chúng ta hãy cùng nhau lấy chìa khóa vàng giải cứu công chúa đi nào. À, công chúa đã thoát khỏi tên nấm độc ác và trở về lâu đài. Công chúa gửi lời cảm ơn đến chú Mario dễ thương và cảm ơn các bạn khối năm của chúng ta đã hoàn thành tốt hai bài tập một tập. Vậy thì chúng ta là một học sinh, chúng ta cần làm gì để giữ an ninh trường học? À, trong trường học các em cần lưu ý đoàn kết nè, không gây gổ đánh nhau với bạn và tham gia tốt các phong trào của nhà trường các nhé. À, vậy thì cô mong rằng các em sẽ vận dụng thật tốt những kỹ năng trong bài học ngày hôm nay vào thực tế cuộc sống các em nhé. À, về nhà các em xem lại các bài tập đã làm, ôn lại kiến thức đã học, làm bài tập số 1, bài tập số 4 trang 33, 34 và bài tập tiếng Việt. Xem trước bài tiếp theo, luyện từ và câu, nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng. À, cô và các em vừa tìm hiểu xong bài luyện từ vào câu phải không nào? Qua bài học ngày hôm nay, các em nắm được nghĩa của từ an ninh. Các em biết thêm được một số từ ngữ thuộc trừ điểm an ninh, cơ quan tổ chức 113, 114, 115. Và các em còn biết được một số kỹ năng tự bảo vệ bản thân mình khi cha mẹ không có bên phải không nào? Cô mong rằng các em sẽ áp dụng những kỹ năng này vào cuộc sống thực tế hàng ngày. À, tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi.
Chúc các em chăm ngoan, học tốt. Mến chào và tạm biệt tất cả các em.